Hello, xin Xin chào chào cả cả nhà. nhà. Mộng Huyền và Thanh Nguyễn xin chào cả nhà mình nha. Hello, hello, chia sẻ đi gái. Hello, xin chào cả Xin nhà chào mình. cả nhà mình. Ủa, quên quên chia sẻ đi. Máy này sao chị? Hello, hello, xin chào cả nhà mình. Bên công ty Trầm Hương Nguyễn sẽ live vào lúc 6 giờ tối giờ miền Nam Cali và là 8 giờ sáng tại Việt Nam nha cả nhà. Chào cả nhà mình, chưa xem ta. Bên công ty Trầm Hương Nguyễn live tất cả các ngày trong tuần nha cả nhà mình nha. Cả nhà mình muốn mua sản phẩm ở Việt Nam thì comment nhắn tin để Thanh Nguyễn và Mộng Huyền sẽ lên mẫu và giá ở Việt Nam cho cả nhà mình xem nha. Hello, xin chào cả nhà mình. Bên công ty Trầm Hương Nguyễn có hai tiệm, một tiệm tại Mỹ và một tiệm tại Việt Nam nha cả nhà. Tiệm tại Mỹ nằm trong Mall Phước Lộc Thọ, miền Nam Cali. Hello, xin chào cả nhà. Mở cửa ra cho nó ra ngoài. Xin chào cả nhà mình. Công ty Trầm Hương Nguyễn ở Mỹ là ở trong Mall Phước Lộc Thọ tại miền Nam Cali. Từ cửa sau đi vào, ngã quẹo đầu tiên bên tay phải cách 2 căn là tới công ty Trầm Hương Nguyễn nha cả nhà mình nha. Ở unit 146. Bên công ty Trầm Hương Nguyễn ở Mỹ chỉ có một địa chỉ duy nhất, không có chi nhánh thứ hai tại Mỹ nha cả nhà. Còn địa chỉ ở công ty ở Việt Nam là 188 đường Nguyễn Văn Khối, phường 9, quận Gò Vấp, Sài Gòn. Số điện thoại của Hương ở bên Mỹ là 714-588-9989. Còn số phone ở Việt Nam của Thanh là 0983-556669 nha cả nhà. Chỉ có hai số phone duy nhất để chốt đơn hàng, ngoài ra tất cả những số phone còn lại đều là giả mạo nha cả nhà mình nha. Sao nó không xị, nó không hiện hay xem ta? Không, em lên máy em. Em Em chào chào chị chị Như Như Nguyễn, Nguyễn. chào cả nhà mình. Ủa, bên em đâu có nick của chị đâu mà. Không, nhưng mà nó vẫn vô á, em vô vậy nè, hiểu không? Đó. Hiểu không? Nè, Chào em chị thấy, Trâm hiểu Nguyễn. không? À, có Chào like không? chào Trâm Nguyễn, Dạ chào em chị Trâm chào Nguyễn. chị Như Nguyễn. Chào Chào hai hai bé bé xinh xinh đẹp. đẹp. Dạ em cảm ơn chị rất là Dạ. nhiều. Hello chị, bên công ty Trầm Hương Nguyễn có hai tiệm nha cả nhà. Một tiệm tại Mỹ và một tiệm tại Việt Nam. Tiệm tại Mỹ nằm trong Mall Phước Lộc Thọ, miền Nam Cali, tại unit 146. Từ cửa sau đi vào, ngõ quẹo đầu tiên bên tay phải, cách hai căn là tới tiệm Trầm Hương Nguyễn tại Mỹ nha cả nhà. Chỉ có một tiệm duy nhất tại Mỹ, ngoài ra không có chi nhánh nào khác bên nước Mỹ nha cả nhà. Chào Đào Vân nha. Em chào chị Đào Vân. Chào Chào cả Đào nhà Vân. mình. Còn tiệm tại Việt Nam nằm tại địa chỉ là 188 đường Nguyễn Văn Khối, phường 9, quận Gò Vấp, Sài Gòn nha cả nhà. Cũng chỉ có một tiệm duy nhất tại Việt Nam thôi nha cả nhà. Ngoài ra không có chi nhánh nào khác tại Việt Nam và sẽ mở cửa tất cả các ngày trong tuần từ 9 giờ sáng cho tới 9 giờ tối nha cả nhà. Còn tiệm tại Cali sẽ mở cửa từ 11 giờ trưa cho đến 6 giờ tối và đóng cửa vào ngày thứ hai nha cả nhà. Chào Chào cả cả nhà nhà. mình. Cả nhà mình ơi, hiện tại là trang fanpage Trầm Hương Nguyễn đang bị đóng nên Thanh Nguyễn like trang cá nhân cho cả nhà mình nha. Cả nhà mình chia sẻ cái like này để cho mọi người biết là bên công ty Trầm Hương Nguyễn hiện đang mất cái trang fanpage, hiện tại là like trang cá nhân, và khi mình mua sản phẩm bên công ty Trầm Hương Nguyễn thì chỉ gọi đúng hai số phone trên màn hình nha cả nhà mình nha. Là số phone của chị Hương Nguyễn là ở Mỹ là 714-588-9989 và số phone ở Việt Nam của Thanh là 0983-556669 nha cả nhà mình. Nam ca sĩ Đan Nguyên trước đây và hiện tại chỉ duy nhất độc quyền cho bên công ty Trầm Hương Nguyễn, ngoài ra không đại diện cho bất cứ thương hiệu trang sức nào khác nha cả nhà. Hiện tại là rất có nhiều người lấy hình ảnh của Đan Nguyên để quảng bá thương hiệu cho mình và bán những cái sản phẩm không rõ nguồn gốc, bán những cái hàng giả mạo nha cả nhà mình nha, như hàng sánh chìm, sánh ghép, hàng củ keo, hàng vô dầu, nhằm là lừa đảo khách hàng, bán những cái sản phẩm không đúng sự thật. Thì mình đeo những cái nhà hàng, những cái hàng mà không đúng trầm núi rừng mộc tự nhiên, không có đúng trầm xuyên 100% thì mình đeo nó sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của mình nha cả nhà. Nên cả nhà mình lưu ý khi mình lựa chọn sản phẩm Trầm Hương mình mua thì mình nên lựa nơi uy tín và chất lượng để mình mua sản phẩm, để mình không có đeo những cái hàng giả ngoài thị trường để ảnh hưởng tới sức khỏe mình rất là nhiều nha. Bên công ty Trầm Hương Nguyễn có hai loại trầm, một loại trầm là do con người trồng cấy, còn một loại trầm là trầm núi rừng mọc tự nhiên. Cả nhà mình ai muốn lên mẫu gì thì comment em và chị Thanh sẽ lên cho cả nhà mình xem, và cuối live sẽ chốt cho cả nhà mình với kéo giá quà tặng đặc biệt để lấy lọc nha. Khi
Khi mình mua sản phẩm ở công ty Trần Hương Nguyễn ở Mỹ thì mình mua đúng giá niêm yết, và mình mua tại công ty Trần Hương Nguyễn tại Việt Nam thì cũng đúng giá niêm yết nha cả nhà. Mình chỉ được tặng những cái món lấy lọc ở trên tất cả những cái live bên công ty Trần Hương Nguyễn, thì live tất cả các ngày trong tuần, thì mình sẽ được tặng cái món cuối cùng, thì sẽ được tặng lấy lọc cho cả nhà mình, ví dụ 50, 100 hoặc 150 tùy theo món hàng nha cả nhà mình nha. Nên cả nhà mình thích mẫu nào hoặc yêu cầu lên mẫu nào thì cứ comment để Thanh Nguyễn và Mộng Huyền sẽ lên mẫu và giá Việt Nam cho cả nhà mình xem. Với cùng chất lượng trầm thì cái giá Việt Nam sẽ được tốt hơn cái giá bên Mỹ một xí nha cả nhà mình nha. Khi mình mua sản phẩm trên cái line này á, thì ở Việt mình mua sản phẩm ở Mỹ thì mình được free ship toàn nước Mỹ, còn mình mua sản phẩm ở Việt Nam thì sẽ được free ship toàn Việt Nam. Nhưng mà khi mình mua những cái like của Thanh Nguyễn và Mộng Huyền á, ở Việt Nam thì mình ship vô Mỹ thì sẽ cộng vô 60 đồng tiền phí ship nha cả nhà. Cho dù cộng 60 đồng tiền phí ship thì cái giá ở Việt Nam vẫn được tốt hơn cái giá ở bên Mỹ nha cả nhà mình. Có nhiều loại trầm thì ở Mỹ có, thì ở Việt Nam không có. Và có nhiều loại trầm thì ở Việt Nam có, thì ở Mỹ không có. Vì có nhiều lô trầm thì mình chỉ làm ra được một chuỗi hoặc một vòng, hoặc là mình làm ra để bỏ cho đại lý, thì có thể để ở Việt Nam một chiếc, hai chiếc, hoặc là ở bên Mỹ thì có cùng loại, cùng mẫu. Nói chung là có nhiều loại là cùng mẫu, y chang mẫu, nhưng mà cái loại trầm thì sẽ khác nhau. Vì cái phôi trầm, mỗi cái phôi trầm cho ra cái sản phẩm khác nhau nha cả nhà mình nha. Và cả nhà mình ơi, khi mà cả nhà mình ký check hoặc gieo hoặc là cà thẻ thì chỉ có một số phone duy nhất của chị Trầm Hương Nguyễn là 7145889989. Chỉ có hai số phone duy nhất được ghim trên màn hình thôi nha cả nhà, còn tất cả những số phone còn lại đều là giả mạo. Hello, xin chào cả nhà mình. Và Thanh Nguyễn và Mộng Huyền sẽ lên mẫu và cái giá Việt Nam cho cả nhà mình xem nha. Đầu tiên thì sẽ lên cái mẫu sản phẩm trầm do con người trồng cấy nha cả nhà. Trầm do con người trồng cấy. Đây là vòng đeo tay hạt 12 ly. Trầm do con người trồng cấy nha cả nhà mình nha. Trầm do con người trồng cấy. Vòng đeo tay hạt 12 ly nha cả nhà. Vòng đeo tay hạt 12 ly trầm do con người trồng cấy, dành cho cổ tay cả nam lẫn nữ nha cả nhà. Khi nữ mình thích đeo cái hạt hơi to to như vậy nè, mình đeo vẫn được nha cả nhà mình nha. Trầm do con người trồng cấy. Trầm do con người trồng cấy, vòng đeo tay hạt 12 ly nha cả nhà. Vòng đeo tay hạt 12 ly trầm do con người trồng cấy, giá Việt Nam là 3,5 triệu tiền Việt Nam đồng. Và giá đô Mỹ là 152 đô nha cả nhà. 152 đô Mỹ cho cái vòng đeo tay trầm do con người trồng cấy hạt 12 ly nha cả nhà mình nha. Cái nó. Đây, trầm do con người trồng cấy nha cả nhà, hạt 10 ly, 12. Hạt 12 ly nha cả nhà. Giá Việt Nam là 3,5 triệu tiền Việt Nam đồng và giá đô Mỹ là 152 đô Mỹ nha cả nhà. Trầm do con người trồng cấy nha cả nhà. Hạt vòng 12 ly, dành cho cổ tay cả nam lẫn nữ nha cả nhà mình nha. Trầm do con người trồng cấy thì cái mùi hương thơm nó sẽ nhẹ hơn cái trầm núi rừng mộc tự nhiên, thì cái giá trị nó sẽ rẻ hơn trầm núi rừng mộc tự nhiên nha cả nhà. Trầm núi rừng mộc tự nhiên là ở vùng núi hoang sơ nên cái giá trị nó rất là đắt nha, đắt hơn cái trầm núi rừng trầm trồng rất là nhiều nha cả nhà. Em chào chị Võ Thanh Hà. Chào chị. Em chào chị Võ Thanh Hà. Chào cả nhà. Chào mình. Chào cả nhà mình nha. Cả nhà mình muốn lên mẫu gì, trầm gì thì comment em và chị Thanh sẽ lên cho cả nhà mình xem nha. Và lên mẫu sẽ có món quà tặng cuối cùng nha cả nhà mình nha. Món quà tặng cuối cùng sẽ được tặng trên live để cả nhà mình lấy lọc nha. Còn mình đến tại công ty Trầm Hương Nguyễn tại Việt Nam hoặc đến công ty Trầm Hương Nguyễn tại Mỹ thì mình mua đúng giá niêm yết. Và đây là chuỗi 108 hạt 6 ly. Chuỗi 108 hạt 6 ly nha cả nhà. Trầm do con người trồng cấy. Chuỗi 108 hạt 6 ly. Trầm do con người trồng cấy. Chị rất thích trầm bên em nha. Mua sợi chuỗi 3 năm vẫn thơm, ngày càng bóng. Dạ em cảm ơn chị Võ Thanh Hà rất là nhiều. Dạ cảm ơn chị. Đây là trầm do con người trồng cấy nha cả nhà. Trầm do con người trồng cấy, chuỗi 108 hạt 6 ly. Đây, mình có thể quấn vào tay 4 vòng hoặc bung ra đeo thành sợi dây chuyền như thế này nha cả nhà mình nha. Trầm do con người trồng cấy, chuỗi 108 hạt 6 ly. Giá Việt Nam là 5,5 triệu tiền Việt Nam đồng. Giá Việt Nam là 5,5 triệu tiền Việt Nam đồng và giá đô Mỹ là 239 đô Mỹ nha cả nhà. 239 đô Mỹ thì mình có thể bung ra đeo thành sợi dây chuyền như thế này.
mình có thể đeo như thế này. Dạ, mình đeo rất là được nhiều kiểu nha cả nhà mình nha. Và mình đeo như thế này, ngang như thế này cũng rất là đẹp. Đó. Em chào Hoàng Phạm. Em chào chị Hoàng Phạm. Em chào chị Hoàng Phạm. Chào cả nhà mình. Đây, chuỗi 108 hàng 6 ly nha cả nhà. Chuỗi 108 hàng 6 ly nha cả nhà. Đây là chuỗi do con người trồng cấy. Chằm do con người trồng cấy. Chằm do con người trồng cấy. Chuỗi 108 hàng 6 ly nha cả nhà. Chuỗi 108 hàng 6 ly mang ý nghĩa là đoạn trừ 108 phiền não, xua đuổi những điều không may, mang đến sự may mắn và sức khỏe tốt cho người sở hữu nha cả nhà. Giá Việt Nam là 5.500.000 tiền Việt Nam đồng và giá đô Mỹ là 239 đô Mỹ nha cả nhà. Đây. Chằm do con người trồng cấy nha cả nhà. Và đây là vòng đeo tay hạt 16 ly dành cho nam nha cả nhà. Vòng đeo tay hạt 16 ly dành cho nam, đây là chằm do con người trồng cấy nha cả nhà. Em chào chị Nghiêm Thị Minh Nguyệt. Em chào chị Minh Nguyệt nha. Đây, chằm do con người trồng cấy. Vòng đeo tay hạt 16 ly dành cho nam nha cả nhà. Nữ thích đeo hạt to to fashion thì mình vẫn đeo được hạt 16 ly nha cả nhà. Hạt 16 ly chằm do con người trồng cấy. Giá Việt Nam là 7.9 tiền Việt Nam đồng. Giá Việt Nam là 7.9 tiền Việt Nam đồng. Và giá đô Mỹ là 343 đô Mỹ nha cả nhà. Giá đô Mỹ là 343 đô Mỹ cho vòng đeo tay hạt 16 ly dành cho nam. Hạt 16 ly dành cho nam nha cả nhà. Vòng đơn hạt 16 ly nha cả nhà. Vòng đơn hạt 16 ly chằm do con người trồng cấy nha cả nhà. Giá Việt Nam là 7.9 tiền Việt Nam đồng và giá đô Mỹ là 343 đô Mỹ nha cả nhà. Đây. Chằm do con người trồng cấy. Giá Việt Nam là 7.9 tiền Việt Nam đồng và giá đô Mỹ là 343 đô Mỹ nha cả nhà. Đây, và đây là chuỗi măng coi. Chuỗi măng coi nha cả nhà. Chuỗi măng coi. Chuỗi măng coi tràng hạt nha. Chuỗi măng coi tràng hạt. Đây là chuỗi măng coi tràng hạt đeo cổ nha cả nhà mình nha. Chằm do con người trồng cấy. Chuỗi măng coi tràng hạt đeo cổ. Chằm do con người trồng cấy. Hạt 8 ly, hạt chủ là 8 ly nha cả nhà mình nha. Giá chằm do con người trồng cấy. Giá Việt Nam là 10 triệu tiền Việt Nam đồng. Giá Việt Nam là 10 triệu tiền Việt Nam đồng và giá đô Mỹ là 434 đô Mỹ. Giá đô Mỹ là 434 đô Mỹ nha cả nhà. 434 đô Mỹ. Đây là chuỗi măng coi tràng hạt. Này, mình đeo cổ nha. Chuỗi măng coi tràng hạt đeo cổ. Này. Chằm do con người trồng cấy nha cả nhà mình nha. Chằm do con người trồng cấy. Chuỗi măng coi 8 ly nha cả nhà. Chuỗi măng coi 8 ly chằm do con người trồng cấy. Đây. Giá Việt Nam là 10 triệu tiền Việt Nam đồng và giá đô Mỹ là 434 đô Mỹ nha cả nhà. Rất là đẹp luôn. Cả nhà mình ơi, cả nhà mình muốn lên mẫu nào ở Việt Nam và cái giá ở Việt Nam thì cả nhà mình comment để Thanh Nguyễn và Mộng Hiền sẽ lên mẫu và giá Việt Nam cho cả nhà mình xem nha. Với cùng với chất lượng chằm thì cái giá Việt Nam được tốt hơn cái giá bên Mỹ một xí nha cả nhà. Cho dù cộng 60 đồng tiền phí ship xíu qua Mỹ thì cái giá Việt Nam vẫn được nhỉnh hơn, tốt hơn một xí ở bên Mỹ. Nên cả nhà mình muốn xem mẫu nào ở Việt Nam và cái giá Việt Nam thì cứ comment để Thanh Nguyễn và Mộng Huyền sẽ lên mẫu và cho cả nhà mình chốt cuối cùng để được cái quà tặng lấy lọc một xí nha cả nhà. Khi mình đến tiệm chằm Hương Nguyễn ở Việt Nam, công ty chằm Hương Nguyễn ở Mỹ và đến công ty chằm Hương Nguyễn ở Việt Nam thì mình mua đúng giá niêm yết nha cả nhà. Em chào Dung Quốc Bùi. Em chào anh Dung Quốc Bùi nha. Em chào anh Dung Quốc Bùi. Chào cả nhà mình. Và chỉ có hai số phone duy nhất để chốt đơn hàng là số chị Hương ở bên Mỹ là 714-588-9989. Và số điện thoại ở Việt Nam của chị Thanh là 0983-556669. Chỉ có hai số phone duy nhất để chốt đơn hàng thôi nha cả nhà. Còn tất cả những số phone còn lại đều là giả mạo. Chào cả nhà. Nói. Chào cả nhà mình. Cả nhà mình ơi, cả nhà mình muốn lên mẫu gì thì comment em và chị Thanh sẽ lên cho cả nhà mình xem nha. Và cuối live sẽ chốt cho cả nhà mình với cái giá quà tặng đặc biệt để lấy lọc. Chào Đăng Lê. Nay hai chị mình mặc đồ màu hồng. Hồng cánh sen. Chào chị Bùi Thị Thu Thủy nha. Chào em chị chào. Bùi Thị Thu Thủy. Em chào chị Bùi Thị Thu Thủy. Dạ, cảm ơn chị. Hello hai em. Dạ, hello chị.
Hiện tại là cái trang page Trầm Hương Nguyễn đang bị mất nha cả nhà. Đang bị đóng nên là Thanh Nguyễn sẽ like cái trang cá nhân của Thanh Nguyễn nha cả nhà. Và chị Hương sẽ like cái trang cá nhân của chị Trầm Hương Nguyễn nha cả nhà. Đang chờ lấy lại. Đang chờ lấy lại cái trang fanpage nha cả nhà mình nha. Bên công ty Trọng Hương Nguyễn có hai địa chỉ nha cả nhà mình nha. Ở địa chỉ một cái địa chỉ ở bên Mỹ, chỉ có một địa chỉ duy nhất ở Mỹ, không có chi nhánh thứ hai tại Mỹ nha cả nhà. Tại miền Nam Cali trong Mo Phước Lộc Thọ, từ cửa sau đi vào ngã quẹo đầu tiên, quẹo bên tay phải cách hai căn là tới công ty Trọng Hương Nguyễn ở unit 146 nha cả nhà. Chỉ có một tiệm duy nhất tại Mỹ, không có chi nhánh thứ hai tại Mỹ nha cả nhà. Và công ty ở Việt Nam là ở địa chỉ 188 đường Nguyễn Văn Khối, phường 9, quận Gò Vấp, Sài Gòn. Hai em rất dễ thương. Dạ em cảm ơn chị Bùi Thị Thu Thủy. Dạ cảm ơn chị Bùi Thị Thu Thủy rất là nhiều nha. Ai khen hai chị em của em này thích lắm. Chào cả nhà mình. Và chỉ có hai số phone duy nhất để chốt đơn hàng, ngoài ra tất cả những số phone còn lại đều là giả mạo nha cả nhà mình nha. Số phone của chị Hương Nguyễn ở Mỹ là 714-588-9989. Và số phone ở Việt Nam của chị Thanh là 0983-556-669 nha cả nhà. Chỉ có hai số phone duy nhất để chốt đơn hàng, còn tất cả những số phone còn lại đều là giả mạo. Vì hiện tại là có rất là nhiều cái trang giả mạo lấy hình ảnh của nam ca sĩ Đan Nguyên để giả mạo cái trang công ty Trầm Hương Nguyễn. Vì hiện tại là cái trang của bên công ty Trầm Hương Nguyễn đang bị mất nên là họ giả mạo rồi chạy quảng cáo rồi này kia để lừa đảo khách hàng nha cả nhà. Nên là cả nhà mình khi mà mua hàng thì chỉ có hai số phone duy nhất để chốt đơn hàng thôi nha cả nhà, còn tất cả những số phone còn lại đều là giả mạo. Khi cả nhà mình mua sản phẩm Trầm Hương thì mình nên lựa nơi uy tín để mua sản phẩm Trầm Hương nha cả nhà, tránh mua những cái hàng trôi nổi ở thị trường là bán những cái giả, sánh chìm, sánh ghép, hàng củ keo, hàng nhuộm màu, hàng vô dầu, để bán những cái hàng giả mạo như vậy để khách hàng mình mua là đeo để ảnh hưởng tới sức khỏe của mình nha. Nên khi cả nhà mình mua sản phẩm bên công ty Trầm Nguyễn thì lưu ý chỉ gọi đúng hai số phone nha cả nhà. Và bây giờ em sẽ lên sản phẩm Trầm Núi Rừng Mộc Tự Nhiên nha cả nhà. Em sẽ lên Trầm Núi Rừng Mộc Tự Nhiên. Đây, sản phẩm Trầm Núi Rừng Mộc Tự Nhiên. Đây là sản phẩm này tương đương như hàng chung nha cả nhà, nhưng mà được giá rất là mềm. Vì cái này là lô hàng cũ nha cả nhà mình nha. Vì là lô hàng cũ nên được giá rất là tốt luôn á. Đây, Trầm Núi Rừng Mộc Tự Nhiên. Giá Việt Nam là 28.500 tiền Việt Nam đồng. Giá Việt Nam là 28.500 tiền Việt Nam đồng cho chuỗi 108 hạt 6 ly Trầm Núi Rừng Mộc Tự Nhiên. Và giá đô Mỹ là 1.239 đô Mỹ nha cả nhà. 1.239 đô Mỹ. Mình sẽ quấn vào tay 4 vòng hoặc mình bung ra thành sợi dây chuyền như thế này. Đeo rất là đẹp nha cả nhà. Đó. Mình mặc đồ nào mình cũng đeo rất là hợp nha. Đó, mình quấn mình đeo rất là được nhiều kiểu nha cả nhà mình nha. Đây. Đây. Chuỗi 108 hàng 6 ly nha cả nhà. Chuỗi 108 hàng 6 ly Trầm Núi Rừng Mộc Tự Nhiên. Giá Việt Nam là 28.500.000 tiền Việt Nam đồng. Và giá đô Mỹ là 1.239 đô Mỹ nha cả nhà. Đây. Quý rất là đẹp muốn luôn. Mua sản phẩm cao cấp thương hiệu Trầm Hương Nguyễn, lưu số điện thoại là chắc cú. Dạ, em cảm ơn chị Bùi Thị Thu Thủy rất là nhiều. Dạ. Đây nha cả nhà, chuỗi 108 hàng 6 ly Trầm Núi Rừng Mộc Tự Nhiên. Đây, Trầm Núi Rừng Mộc Tự Nhiên rất là đẹp luôn. Ai mà sở hữu được cái chiếc này thì rất là lucky luôn. Vì cái lô hàng cũ nên đúng được rồi. Giá rất là tốt nha cả nhà mình. Cái sản phẩm này gần như hàng chung luôn á. Nhưng mà cái giá được rất là tốt. Đúng rồi. Cái màu rất là đẹp nha cả nhà mình nha. Giá Việt Nam là 28.500.000 tiền Việt Nam đồng. Và giá đô Mỹ là 1.239 đô Mỹ nha cả nhà. Rất là đẹp luôn. Và em sẽ lên chuỗi 108 hạt 7 ly nha cả nhà. Chuỗi 108 hạt 7 ly dành cho nam cả nữ nha. Cổ tay nữ như tròn tròn như cổ trai Thanh Nguyễn nè. Thì mình sẽ đeo hạt 7 ly cho nó thoải mái nha cả nhà. Mình đeo vòng hoặc mình đeo chuỗi thì nó phải giống như là nó rộng rộng một tí để cho lưu thông mạch máu nha cả nhà mình nha. Chuỗi 108 hạt 7 ly Trầm Núi Rừng Mộc Tự Nhiên. Giá Việt Nam là 20 triệu tiền Việt Nam đồng. Và giá đô Mỹ là 869 đô Mỹ nha cả nhà.
869 đô Mỹ cho chuỗi 108 hạt 7 ly. Chuỗi 108 hạt là mang ý nghĩa đoạn trừ đi 108 phiền não, xua đuổi những điều không may, mang đến sự may mắn và sức khỏe tốt cho người sở hữu chuỗi 108 hạt nha cả nhà. Mình có thể quấn vào tay 4 vòng hoặc bung ra thành đeo thành sợi dây chuyền rất là đẹp nha. Đây, chuỗi 108 hạt 7 ly, trầm núi rừng mọc tự nhiên. Chuỗi 108 hạt 7 ly nha cả nhà. Em chào chị Liên luôn. Em chào chị Liên luôn. Chào cả nhà mình. Đây, chuỗi 108 hạt 7 ly nha cả nhà. Chuỗi 108 hạt 7 ly. Đây, chuỗi 108 hạt 7 ly, trầm núi rừng mọc tự nhiên. Giá Việt Nam là 20 triệu. Hay lắm người ơi, thắng đá phong thủy. À em chào anh Thắng nha. Em chào anh. Đây, giá Việt Nam là 20 triệu tiền Việt Nam đồng nha cả nhà. Giá đô Mỹ là 869 đô Mỹ. Đây. Chuỗi 108 hạt 7 ly nha cả nhà. Em chào chị Liên Lưu. Chị Liên Lưu là khách VIP bên công ty Trầm Hương Nguyễn nha cả nhà. Chị Liên Lưu là sở hữu rất là nhiều sản phẩm bên công ty Trầm Hương Nguyễn cho vào bộ sưu tập của mình. Cảm ơn chị Liên Lưu rất là nhiều. Cảm ơn cả nhà mình. Và đây là chuỗi 108 hạt 6 ly nha cả nhà. Chuỗi 108 hạt 6 ly mít với đá Long Công, trầm núi rừng mọc tự nhiên. Giá Việt Nam là 16 triệu tiền Việt Nam đồng. Giá Việt Nam là 16 triệu tiền Việt Nam đồng. Và giá đô Mỹ là 695 đô Mỹ nha cả nhà. Giá đô Mỹ là 695 đô Mỹ cho cái chuỗi 108 hạt 6 ly. Đá màu xanh là hợp với mệnh mộc và mệnh hỏa nha cả nhà mình nha. Đá màu xanh, đá Long Công là hợp mệnh xanh với mệnh hỏa. Bên công ty Trầm Hương Nguyễn có thay đá theo bổn mệnh của mình nha cả nhà. Mình có thể bung ra theo thành sợi dây chuyền như thế này. Mình có thể quấn vào tay 4 vòng hoặc bung ra thành sợi dây chuyền như thế này nha cả nhà mình nha. Đeo như vậy rất là đẹp. Đây, mình có thể là đeo ngược lại như thế này. Mít với đá Long Công nha cả nhà mình nha. Đây, chuỗi 108 hạt 6 ly. Chào anh chị cô chú nào có muốn lên sản phẩm nào ở Việt Nam và cái giá Việt Nam thì comment để Thanh Nguyễn và Mộng Huyền lên cái sản phẩm và cái giá ở Việt Nam cho cả nhà mình xem nha. Đây, chuỗi 108 hạt 6 ly nha cả nhà. Mít với đá Long Công, trầm núi rừng mọc tự nhiên, hợp với người mệnh hợp với người mệnh mộc và mệnh hỏa nha cả nhà. Đây. Giá Việt Nam là 16 triệu tiền Việt Nam đồng và giá đô Mỹ là 695 đô Mỹ nha cả nhà. Bên công ty Trầm Hương Nguyễn có thay đổi đá theo yêu cầu của bổn mệnh của quý khách hàng nha. Đây. Rất là đẹp luôn. Và bên công ty Trầm Hương Nguyễn live tất cả các ngày trong tuần vào lúc 6 giờ tối giờ miền Nam Cali và vào lúc 8 giờ sáng tại Việt Nam nha cả nhà. Hiện tại là trang fanpage Trầm Hương Nguyễn đang bị đóng nên Thanh Nguyễn like cái trang cá nhân của mình. Hiện tại là đang lấy lại cái trang fanpage vì cái trang fanpage là cái trang khách hàng rất là nhiều, còn cái trang cá nhân là hầu như bạn bè khách hàng thì ít. Nên cả nhà mình có khi mua sản phẩm bên công ty Trầm Hương Nguyễn thì chỉ có duy nhất hai số phone ở dưới màn hình là số phone của chị Hương Nguyễn ở Mỹ là 7145889989 và số phone tại Việt Nam của chị Thanh là 0983556669. Chỉ có hai số phone duy nhất để chốt đơn hàng thôi nha cả nhà, còn tất cả những số phone còn lại đều là giả mạo. Nên khi cả nhà mình mua sản phẩm bên công ty Trầm Hương Nguyễn thì mình lưu ý chỉ gọi hai số phone duy nhất nha cả nhà. Vì hiện tại có rất là nhiều người hình ảnh của nam ca sĩ Đan Nguyên, hiện tại là đang là đại sứ độc quyền và duy nhất bên công ty Trầm Hương Nguyễn. Ngoài ra ca sĩ Đan Nguyên không có đại diện cho bất cứ thương hiệu trang sức hoặc jewelry nào khác nha cả nhà. Nên có nhiều người lấy cái hình ảnh của Đan Nguyên để quảng bá sản phẩm cho mình, là bán những cái sản phẩm không rõ nguồn gốc, bán những cái sản phẩm trôi nổi trên thị trường như hàng sánh chìm, sánh ghép, hàng phủ keo, hàng vô dầu để nhằm mục đích là lừa đảo khách hàng. Nên cả nhà mình lưu ý nha, lưu ý khi mua sản phẩm bên công ty Trầm Hương Nguyễn thì chỉ có hai số phone duy nhất. Nên cả nhà mình muốn đúng mua chính sản phẩm bên công ty Trầm Hương Nguyễn thì chỉ gọi vào hai số phone nha cả nhà, để tránh mua hàng lầm, hàng giả, những cái sản phẩm là trôi nổi trên thị trường để mình đeo ảnh hưởng tới sức khỏe của mình rất là nhiều nha cả nhà. Và bây giờ em sẽ lên vòng đeo tay hạt 14 ly. Cả nhà ơi, cả nhà mình muốn lên mẫu gì thì comment em và chị Thanh sẽ lên cho cả nhà mình xem nha. Và đây là vòng đeo tay. Chào Phương Lê. Chưa làm hả Phương Lê? Em chào anh Phương Lê. Chưa làm hay sao mà lên đây coi vậy nè. Đây, vòng đeo tay hạt 14 ly nha cả nhà. Vòng đeo tay hạt 14 ly dành cho nam. Đây là sản phẩm trên hàng chung nha cả nhà.
Đây là sản phẩm trên hàng chung, đeo sẽ sậm màu và bóng lên dầu rất là đẹp nha cả nhà mình nha. Vòng đeo tay hạt 14 ly dành cho nam cả nữ nha, nữ cổ tay tròn tròn mình muốn đeo hạt to to hạt 14 ly mình vẫn đeo được nha cả nhà. Vòng đeo tay hạt 14 ly giá Việt Nam là 58 triệu tiền Việt Nam đồng. Giá Việt Nam là 58 triệu tiền Việt Nam đồng và giá đô Mỹ là 2.521 đô Mỹ nha cả nhà. 2.521 đô Mỹ cho cái vòng đeo tay hạt 14 ly đây, sản phẩm trên hàng chung nha. Những cái sản phẩm này là lô hàng cũ nên mùi hương thơm rất là đỉnh nha cả nhà. Mùi hương thơm rất là đỉnh và giá rất là tốt nha. Mình đeo nó sẽ sậm màu và bóng lên dầu rất là đẹp. Này, trầm núi rừng mộc tự nhiên, vòng đeo tay hạt 14 ly dành cho nam. Đây, trầm núi rừng mộc tự nhiên nha cả nhà, vòng đeo tay 14 ly dành cho nam. Giá Việt Nam là 58 triệu tiền Việt Nam đồng và giá đô Mỹ là 2.521 đô Mỹ nha cả nhà. Đây rất là đẹp luôn. Vân dầu bóng rất là đẹp. Trầm núi rừng mộc tự nhiên nha cả nhà. Vòng đeo tay 14 ly dành cho nam. Nữ mà mình muốn đeo fashion bụi bụi mình cũng có thể đeo được vòng 14 ly nha cả nhà. Cái sản phẩm này lô hàng cũ nên màu rất là đẹp, mùi hương thơm rất là đỉnh nha cả nhà. Giá Việt Nam là 58 triệu tiền Việt Nam đồng và giá đô Mỹ là 2.521 đô Mỹ nha cả nhà. Đây, cái màu của nó thì rất là đẹp luôn. Mùi thơm thì khỏi phải chê vào đâu nha cả nhà. Lô hàng cũ nên mình đeo sẽ bóng và lên dầu rất là đẹp nha cả nhà. Và đây là hạt 12 ly. Vòng đeo tay hạt 12 ly, đây là sản phẩm hàng chung nha cả nhà. Khi bên công ty Trầm Hương Nguyễn nói từ hàng chung tới hàng VIP thì mình đeo nó sẽ sậm màu và bóng lên dầu rất là đẹp nha cả nhà. Vòng đeo tay hạt 12 ly giá Việt Nam là 38 triệu tiền Việt Nam đồng. Vòng đeo tay hạt 12 ly, đây là sản phẩm hàng chung nha cả nhà. Hàng chung thì mình đeo nó sẽ sậm màu và bóng lên dầu rất là đẹp. Vòng đeo tay hạt 12 ly giá Việt Nam là 38 triệu tiền Việt Nam đồng và giá đô Mỹ là 1.652 đô Mỹ nha cả nhà. 1.652 đô Mỹ vòng đeo tay hạt 12 ly dành cho nam. Cổ tay nữ mà tròn tròn như thế này thì mình đeo hạt 12 ly vẫn được nha cả nhà. Đây. Vòng đeo tay hạt 12 ly nha cả nhà. Vòng đeo tay hạt 12 ly trầm núi rừng mộc tự nhiên. Giá Việt Nam là 38 triệu tiền Việt Nam đồng nha cả nhà. Và giá đô Mỹ là 1.652 đô Mỹ nha cả nhà. Đây, trầm núi rừng mộc tự nhiên, vòng đeo tay 12 ly nha cả nhà. Đây. Sản phẩm hàng chung thì mình đeo nó sẽ sậm màu và bóng lên dầu. Đúng. Rất là đẹp nha cả nhà mình. Mùi nha. Mùi thơm thì khỏi phải chê luôn nha cả nhà. Những cái dòng sản phẩm từ hàng chung tới hàng VIP thì mình đeo nó sẽ sậm màu và bóng lên dầu rất là đẹp luôn nha. Đây, và đây là vòng đeo tay hạt 10 ly dành cho nữ nha cả nhà. Vòng đeo tay 10 ly dành cho nữ. Đây là sản phẩm hàng chung nha. Hàng chung mình sẽ đeo sậm màu và bóng lên dầu rất là đẹp. Đây là sản phẩm hàng chung. Giá Việt Nam là 33 triệu tiền Việt Nam đồng. Giá Việt Nam là 33 triệu tiền Việt Nam đồng. Đây là sản phẩm trầm núi rừng mộc tự nhiên, vòng đeo tay 10 ly mix với bi vàng 18K, vàng thật bi vàng 18K nha cả nhà mình nha. Giá Việt Nam là 33 triệu tiền Việt Nam đồng và giá đô Mỹ là 1.434 đô Mỹ cho cái vòng đeo tay hạt 10 ly. Này, vòng đeo tay hạt 12 ly, 10 ly, vòng đeo tay hạt 10 ly nha, dành cho cổ tay nữ nha cả nhà. Mình đeo nó sẽ sậm màu và bóng lên dầu rất là đẹp nha cả nhà mình nha. Đây, vòng đeo tay hạt 10 ly mix với bi vàng 18K nha cả nhà. Đây, sản phẩm hàng chung nha cả nhà. Đây, đeo thì nó sẽ sậm bóng và lên dầu rất là đẹp nha cả nhà. Giá Việt Nam là 33 triệu tiền Việt Nam đồng và giá đô Mỹ là 1.434 đô Mỹ nha cả nhà. Rất là đẹp luôn. Sản phẩm hàng chung thì mình đeo nó sẽ lên dầu bóng rất là đẹp nha cả nhà. Và hôm nay cuối cái live này thì Thanh Nguyễn và Mộng Huyền sẽ tặng một món để lấy lọc, để cái giá quà tặng để cho cả nhà mình lấy lọc nha. Cả nhà mình ơi, cả nhà mình muốn lên mẫu nào để cho Thanh Nguyễn và Mộng Huyền tặng để cả nhà mình lấy lọc thì cả nhà mình comment nha. Còn cả nhà mình không lựa chọn thì Thanh Nguyễn và Mộng Huyền sẽ lên cái món ngẫu nhiên để chốt cho cả nhà mình để được cái giá quà tặng đặc biệt nha cả nhà. Và sau khi up cái like này thì bên công ty Trầm Hương Nguyễn có download lại cái like và đăng lên cái kênh YouTube của Trầm Hương Nguyễn, để cho những cô chú anh chị không có sử dụng Facebook thì có thể lên cái kênh YouTube của Trầm Hương Nguyễn để có thể xem lại nha cả nhà. Và mình được chốt cái giá quà tặng và bên công ty Trầm Hương Nguyễn ở Việt Nam chỉ có một địa chỉ duy nhất ở Việt Nam là ở địa chỉ 188 đường Nguyễn Văn Khối, phường 9, quận Gò Vấp, Sài Gòn. Và số phone ở Việt Nam của Thanh là 0983 556669 nha cả nhà mình nha.
Em chào chị Ngọc Dung Nguyễn, Ngọc Ngọc Duyên và Ngọc... địa chỉ ở Mỹ. À, và địa chỉ ở Mỹ thì nằm trong Mall Phước Lộc Thọ, miền Nam Cali, tại Unit 146 nha cả nhà. Từ cửa sau đi vào ngõ quẹo đầu tiên bên tay phải, cách hai căn là tới tiệm Trầm Hương Nguyễn tại Mỹ. À, sẽ mở cửa từ 11 giờ trưa cho đến 6 giờ tối và đóng cửa vào ngày thứ hai. Và cũng chỉ có một tiệm duy nhất nằm trong Mall Phước Lộc Thọ, miền Nam Cali thôi nha cả nhà. Ngoài ra không có chi nhánh nào khác trên nước Mỹ. Và số phone ở Mỹ của chị Hương Nguyễn là 714-588-9989 nha cả nhà. Hiện tại là cái trang fanpage Trầm Hương Nguyễn đang bị đóng, nên Thanh Nguyễn like trang cá nhân của mình. Nên cả nhà mình ơi, cả nhà mình muốn mua sản phẩm bên công ty Trầm Hương Nguyễn thì mình chỉ gọi vào duy nhất hai số phone ở dưới màn hình, ở phía sau màn hình nha cả nhà. Ngoài ra tất cả những số phone còn lại đều là giả mạo. Nên khi cả nhà mình mua sản phẩm Trầm Hương thì mình nên lựa nơi uy tín để mua sản phẩm nha cả nhà. Bên công ty Trầm Hương Nguyễn là sản xuất Trầm zin 100%, không xử lý màu hoặc mùi của hóa chất, nên cả nhà mình yên tâm khi lựa chọn bên sản phẩm bên công ty Trầm Hương Nguyễn. Mình đeo, khi mình đeo Trầm Hương, Trầm núi rừng mộc tự nhiên thì sẽ mang đến sức khỏe và tâm linh may mắn cho mình nha cả nhà. Khi mình sở hữu được một cái chuỗi hồng uy phước phòng nha. Và mình có thể là mua sở hữu cho mình hoặc là tặng cho người thân nha. Và cuối cái like này em sẽ tặng cái vòng này nha cả nhà. Và tặng lấy lọc cho cả nhà mình là giá Việt Nam vòng đeo tay hạt 10 ly Trầm núi rừng mộc tự nhiên mít với bi vàng 18K. Đây là sản phẩm hàng chung nha cả nhà. Sản phẩm hàng chung thì mình sẽ đeo bóng và sẫm màu lên rất là đẹp nha cả nhà. Mình sẽ đeo sẫm màu và bóng lên dầu rất là đẹp. Giá Việt Nam là 33 triệu tiền Việt Nam đồng. Và giá đô Mỹ là 1.434 đô Mỹ. Trên cái like này thì em sẽ tặng cho cả nhà mình là 134 đô, là còn lại là 1.300 chẵn nha cả nhà. Tặng 134 đô là còn 1.300 chẵn. Đây. Tặng 134 đô là rất là nhiều nha cả nhà mình nha. Thường thường là 1.000 thì chỉ tặng là vài chục tới 100 thôi. Nhưng mà nay em sẽ tặng cho cả nhà mình 134 đô là còn 1.300 chẵn nha cả nhà. Còn 1.300 chẵn cho cái vòng đeo tay hạt 10 ly Trầm núi rừng mộc tự nhiên. Đây là sản phẩm hàng chung thì mình đeo nó sẽ sẫm màu và bóng lên dầu rất là đẹp nha cả nhà. Đây, nói lại cái vòng đó đi. Đây em nói là cái vòng này nha cả nhà. Đây vòng đeo tay 10 ly nha cả nhà. Trầm núi rừng mộc tự nhiên mít với bi vàng 18K. Đây, sản phẩm hàng chung nha cả nhà. Đeo lên giò bóng rất là đẹp. Và cuối cái like này em và cuối cái like này em và chị Thanh sẽ giáp gì ta? Giá Việt Nam là 33 triệu tiền Việt Nam đồng và giá đô Mỹ là 1.434 đô Mỹ nha cả nhà. Và cuối cái like này em và chị Thanh sẽ tặng cho cả nhà mình 134 đô là còn 1.300 chẵn nha cả nhà. Tặng 134 đô là nhiều lắm hết cả đúng nhà rồi. Ai mà sở hữu được cái chiếc này thì rất là lucky luôn nha cả nhà ơi. Mùi hương thơm rất là đỉnh nha. Mình đeo nó sẽ sậm màu đúng. Và bóng lên dầu rất là đẹp. Sản phẩm hàng chung nha cả nhà. Đeo lên dầu bóng rất là đẹp. Dành cho cổ tay nữ nha. Mình đeo có thể đeo một chiếc hoặc mình đeo tới đồng hồ cũng rất là đẹp. Đây mình đeo rất là đẹp nha cả nhà mình nha. Đây sản phẩm hàng chung. Hàng chung thì mình đeo nó sẽ sậm màu và bóng lên dầu rất là đẹp nha cả nhà. Sau khi up cái like này thì bên công ty Trầm Hương Nguyễn có đao cái video này lên, đăng lên cái kênh YouTube Trầm Hương Nguyễn. Khi cô chú anh chị không có sử dụng Facebook thì mình có thể lên cái kênh YouTube Trầm Hương Nguyễn để mình xem và mình chốt được cái món quà tặng nha cả nhà mình nha. Và hiện tại là chỉ có hai số phone duy nhất để chốt đơn hàng. Một số phone ở bên Mỹ của Hương Nguyễn là 714-588-9989. Và số phone tại Việt Nam của chị Thanh là 0983-556669. Chỉ có hai số phone để chốt đơn hàng. Ngoài ra tất cả những số phone còn lại đều là giả mạo nha cả nhà mình nha. Nên cả nhà mình tránh mua hàng lầm, hàng giả. Muốn mua sản phẩm bên công ty Trầm Hương Nguyễn thì chỉ gọi hai số phone duy nhất được ghim trên màn hình thôi nha cả nhà. Còn tất cả những số phone còn lại đều là giả mạo. Và bây giờ Thanh Nguyễn và Mộng Huyền xin chào tạm biệt và hẹn cả nhà vào ngày mai nha. Bên công ty Trầm Hương Nguyễn sẽ live tất cả các ngày trong tuần vào lúc 6 giờ tối giờ miền Nam Cali và vào lúc 9 giờ sáng tại Việt Nam nha cả nhà mình nha. Vào lúc 8 giờ sáng tại Việt Nam. Vào lúc 6 giờ tối giờ miền Nam Cali và vào lúc 8 giờ sáng tại Việt Nam sẽ live tất cả các ngày trong tuần nha cả nhà. Và hẹn cả nhà ngày mai nha. Đây và cái món cuối cùng nha cả nhà mình nha. Cái món cuối cùng để chốt, cả nhà mình có thể là gọi vào số phone đầu tiên để chốt được cái món quà tặng
hoặc là mình có thể comment ở dưới, có nhiều là cô chú anh chị mình chốt nhưng mà không có comment, vì khi mình comment chốt thì có nhiều trang giả mạo, trang bên công ty Trầm Hương Nguyễn thì là họ sẽ vô nhắn tin comment và phiền khách hàng, nên có nhiều cái khách hàng là không có chốt trên cái line. Và cuối line thì anh chị cô chú có thể là gọi vào số phone là của chị Hương là 7145889989 để mình chốt đơn hàng và được cái giá quà tặng nha cả nhà. Và bây giờ Thanh Nguyễn và Mộng Huyền xin chào. Hẹn cả nhà.